Câu chuyện vì sao năm nay sầu riêng nhảy không có trái, ý là năm ngoái nó có trái rồi á, mà năm nay hy về hy báo xong là mọi người cũng biết cái kết rồi á. Cười nhẹ cho qua chuyện chứ biết sao giờ. Hãy cho mọi người lại là mình chú Hí nè. Chuyện kể rằng hôm nay Hí với má đi bỏ phân tưới nước cho cà phê á. Nhà Hí thì có trồng sen canh cà phê với tiêu, chanh dây, sầu riêng, mít thái các kiểu đồ á. Tranh thủ lúc má đang tưới nước thì Hí đào lại mấy cái hố tiêu này rồi bỏ phân vào để tí má lại mà tưới nước luôn. Ù là trời, phân mà sao thấy giống xi măng dữ trời. Bỏ một hồi rồi thêm nước vào cái nó đóng bê tông cái góc cà phê lại luôn không ta. Xàm nữa này. Đây đấy, mọi người thấy cái coi sầu riêng trồng chung với coi cà phê chưa? Câu chuyện bắt đầu từ đấy á. Tình Hí thì là chậm chạp cho nên là tranh thủ đi trước, vừa đào hố vừa bỏ phân, vừa dọn luôn mấy cái chồi cho coi cà phê luôn ấy. Chuyện thì không có gì để nói. Lúc này mấy cái sầu nhà Hí nó đang ra nụ hoa á, xong sẵn tưới mấy góc cà phê. Thế là Hí tưới luôn cho mấy góc sầu luôn. Theo cái kinh nghiệm lướt tóp tóp quá 180 phút của Hí thì Hí nghĩ tưới như vậy thì nó sẽ ra thêm nhiều hoa hơn á, với tăng thêm khả năng đậu trái cho coi sầu riêng. Xong tối về Hí lên mạng xem lại mà ai ngờ đâu, người ta báo lúc mà sầu riêng đang ra nụ hoa thì phải ngừng nước 10 đến 15 ngày để nó kích thích phân tán nụ hoa và kích thích ra hoa nữa. Nếu mà tưới vào thời điểm đó thì nụ dễ bị nấm, với lại là bị đuôi nụ luôn á, là không mọc luôn á mọi người. Một tuần sau trời quang mây tạnh, không khí trong lành, nụ hoa sầu riêng thì nó cũng rụng hết rồi mọi người à. Báo quá báo rồi. Hu hu.